Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, những hành động đẹp, sự cảm thông chia sẻ, tất cả với mục đích chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Câu chuyện của nữ y sĩ thiếu tá Dương Thị Dung ở Trung đoàn 126 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trung tâm cách ly số 1 của tỉnh sau đây là một ví dụ. Đây là lần thứ 7, thiếu tá Dương Thị Dung cùng với các đồng đội tại trung tâm cách ly số 1 của tỉnh phải xa gia đình để theo dõi, chăm sóc các công dân thực hiện cách ly y tế. Là người vợ, người mẹ với bao công việc bộn bề, nhưng mỗi lần đón nhận người cách ly, chị Dung lại phải gác công việc gia đình để thực hiện nhiệm vụ, dù nhà chỉ cách đơn vị vài km. Trong lần cách ly thứ 7 này, chồng phải cấp cứu trong bệnh viện, song vì yêu cầu công việc, chị không thể rời trung tâm, mọi liên lạc với gia đình đều qua điện thoại. Với nhiệm vụ chống dịch như chống giặc, cho nên là chúng tôi cũng phải dẹp hết tâm tư nguyện vọng của bản thân gia đình và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trong khu cách ly. Anh Lê Hồng Chuyên, chồng chị Dung mới được xuất viện ngày 11 tháng 8. Suốt 10 ngày nằm viện, một mình điều trị tại bệnh viện 108, không có vợ ở bên chăm sóc, nhưng anh vẫn rất vui vẻ và tự hào về người vợ, người mẹ đã có những đóng góp chung sức đẩy lùi dịch bệnh. Mình là viên chức, giờ là cộng thêm viên chức làm mẹ nữa. Thế nên là mình coi là giờ là về công tác này, giờ là mình rất vất vả. Thế nên nhưng mà mình động viên vợ mình cũng luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho. Con dâu đi trực thì con trai ở nhà ốm, con trai phải đi viện, thương con trai. Nhưng mà tôi lại nghĩ rằng là nghĩa vụ giờ cả nước như thế này nữa, mà nhà mình có một cái ý riêng này thì mình sẽ phải vượt qua thôi. Những hành động đẹp của nữ y sĩ thiếu tá Dương Thị Dung cùng đồng đội đã và đang góp phần lan tỏa là động lực để tiếp lửa cho những người trên tuyến đầu chống dịch, tuyên truyền người dân cùng chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19.